Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, mới đây, lãnh đạo công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não tại sân Đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Ngày 25 tháng 3, lãnh đạo công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não tại sân Đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên một lãnh đạo công an quận Long Biên cho biết đã nắm được và đã tổ chức điều tra, nhưng vì cháu bé đang hôn mê nên chưa giám định được. Theo gia đình nạn nhân, cháu NHD sinh năm 2010, học trường Trung học cơ sở Việt Hưng hiện đang trong tình trạng chết não. Cụ thể sự việc xảy ra vào lúc 14 giờ ngày 17 tháng 3 năm 2024, cháu D ra sân đình lệ mật để chơi bóng rổ. Quá trình chơi, cháu có xích mích với một bạn khác học lớp 6 tên là K. Sau xích mích, K bỏ về và cùng với người khác ra tay dùng vũ lực với cháu D hậu quả khiến cháu đê bị chấn thương sọ não nặng dù sau đó đã được đưa đi cấp cứu nhưng hiện cháu đê đã chết não tiền lượng xấu hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc